À, chào các bạn, mình đang có mặt ở tại nhà của ông Nguyễn Hải Đường, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thì cách khoảng tầm 1 năm trước ấy, thì kênh YouTube Báo Mới tụi mình có làm một cái clip về hai vợ chồng tự bác gạch trộn vữa xây nhà, và đó chính là gia đình của ông đó, mà đó chính là vợ chồng ông Nguyễn Hải Đường ở xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thì chừng sau 1 năm xây dựng ấy. À, hiện tại ngôi nhà cũng đã cơ bản là hoàn thành rồi. À, theo quan sát của mình ấy, ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành rồi, phần thô đã xong rồi. À, mà phía sau của ngôi nhà này là có một cái nó các bạn có thấy không? Nó có bóng dáng của một cái ngôi nhà mà ngôi nhà cũ ấy. Nó bởi vì cái nhà này nó được xây trên cái nền nhà cũ mà, cho nên là có một cái nhà cũ lấp ló phía sau ấy. Thì hiện tại thì nhà đã cơ bản xong nhưng mà còn hình như là còn phần sơn thì chưa. Bởi vì chắc là do cập đợt ngày Tết âm lịch cho nên là gia đình ông Đường ông chưa 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 có thể sơn được. Mới nhìn ban đầu ngôi nhà quá đồ sộ đúng không? Nếu mà để mà một cặp vợ chồng mà gần 60 tuổi mà có thể xây được một ngôi nhà khang trang như thế này thì đúng là quá khâm phục vợ chồng ông Nguyễn Hải Đường luôn. Đấy, ngôi nhà quá to luôn, quá rộng. Gần 2 tầng nha. Ngôi nhà 2 tầng trên chắc là diện tích cũng khoảng tầm hơn 150 mét vuông đấy. Đấy. Ngôi nhà quá to, quá rộng. Mình cũng nể vợ chồng ông Nguyễn Hải Đường ấy. Cần hai vợ chồng mà ròng rã 1 năm trời mà tự vác gạch, hai vợ chồng bảo nhau tự vác gạch chồn vữa ấy. Thì theo tính toán của ông Nguyễn Hải Đường thì là ngôi nhà này ông nếu mà thuê thợ ấy thì còn tầm 1 tỷ đồng đấy. Nhưng mà nếu trường hợp mà hai vợ chồng tự làm với nhau thì tiết kiệm được khoảng phần tiền công thợ là khoảng tầm 300 triệu. Và 300 triệu này thì giúp cho vợ chồng ông có thể là xây được một cái ngôi nhà lớn hơn. Và hoặc là có thể sắm được thêm được cái trang trí nội thất phía trong ấy. Và để cho con cháu sau này về cũng có một ngôi nhà rộng lớn hơn. Và ở cái phần sân thì hiện tại thì được đổ đá dăm rồi. Và chắc là đang đang chờ cái ngày để mà hoàn thành cái phần sân ấy. Đấy. Đây là mình đang sẽ di chuyển vào trong về phía trong ngôi nhà nha. Đây đấy, đây là phần bậc thềm đã được lát gạch, ốp gạch khá đẹp. Bên ở giữa là gạch đỏ còn hai bên là gạch trắng trắng đấy. Đấy, ở đây là phần trong nhà này, nội thất ở trong thì cũng chưa có gì hoàn chỉnh nhiều bởi vì ngôi nhà cũng chưa thật là xong mà. Đấy. Đây là vẫn là những cái nội thất cũ thôi, những cái bàn ghế cũ mà ông đã tận dụng bỏ vào ở cái phòng khách. Đấy, phần khách thì cũng được cơ bản là cũng hoàn thành rồi, chỉ có ốp hoặc sơn bên trong thôi. Đấy, đây là cặp vợ chồng đây. Cặp vợ chồng mình đã khắc phục đây. Đây, cặp vợ chồng ông Nguyễn Hải Đường và vợ này. Đây là các phòng phía trong. Đấy. Ở trong này khá rộng nha, hai vợ chồng làm rất là đẹp, điện các cái hệ thống điện hay là gì đấy đều đã được hoàn thiện hết rồi, có ổ cắm điện đấy. Đây là phía trong nhà này khá rộng này, còn lên một xíu thì là bậc thang cũng đã được hoàn thiện hết cả rồi. Nói chung là cơ bản thì ngôi nhà đã được hoàn thành gần tầm theo mình đoán là gần tầm 90% rồi, giờ chỉ còn công việc sơn, thời tiết thuận lợi thì có thể là sơn hay là ốp gạch hay là gì đấy thôi. Hai vợ chồng tự cõng gạch trộn vữa xây nhà 2 tầng,
Gần một năm qua, ông Nguyễn Hải Đường, 56 tuổi, ở xã Cổ Đàm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cùng vợ tự vác gạch trộn vữa xây tòa nhà 2 tầng. Hiện căn nhà đã xong phần thô. Ông Đường dự tính tới Tết âm lịch năm 2018, căn nhà sẽ được hoàn thành. Khi ấy con cháu đi làm ăn xa về, có nơi tụ họp rộng rãi, thoải mái. Ban đầu vợ chồng ông Đường tính xây căn nhà nhỏ hơn, nhưng nếu tính thế thì khi con cháu về tề tựu sẽ không được thoải mái. Và ông quyết định tự xây nhà. Ông Đường nói rằng việc căn nhà 2 tầng nếu thuê thợ làm dự kiến sẽ tốn khoảng 1 tỷ đồng, nhưng với việc không thuê người làm giúp, tiết kiệm chi phí chừng 300 triệu đồng. Theo ông Đường, với số tiền 300 triệu, ông có thể xây nhà rộng hơn, sắm sửa đồ đạc tốt hơn. Dù công việc xây dựng nhà khá vất vả, nhưng hai vợ chồng ông vẫn cố gắng động viên nhau làm. Ông Đường chia sẻ, ông muốn các con nhớ tới công sức của cha mẹ khi tự xây nhà mà không phải phiền tới các con.
dựng.